Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại của quý vị với chương trình phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Và hiện nay tôi đang có một quý vị trên đường dây. Xin quý vị lặp lại câu hỏi của quý vị đang hỏi với chúng tôi đi quý vị. Xin ông cứ nói đi ông. Tôi hỏi sơ bác sĩ là tôi hỏi cho vợ tôi 50 tuổi á. Vâng, bà 50 tuổi hả ông? Vâng. Dạ, bà ấy bị cholesterol cao từ khi mới qua Mỹ tới giờ là 20 năm. Vâng, thì bây giờ cholesterol cao như ông nói đó là cái mỡ xấu hay là tổng số cholesterol total hay là dạ, LDL? Cái LDL á. LDL là 200, vâng. Thì bác sĩ gia đình cho thuốc Levitor từ cái liều thấp đến liều cao. Vâng. Thì nó cũng ổn định. Vâng. Nhưng mà nó sinh ra cái bệnh là uống thuốc rất lâu quá nó bị chuột rút. Vâng. Thì trở lại với bác sĩ thì bác sĩ mới nói là bây giờ thử ông ấy cho cái loại thuốc gọi là Lovastatin. Vâng, 10mg. Mà, dạ, 10mg. Vâng. Thì bà uống vô thời gian là bà hết bị chuột rút. Nhưng mà sau 3 tháng gặp lại bác sĩ thì nó lại lên 20, lại lên 200mg nữa. Là LDL 200mg, mỡ xấu. Thành ra ông gọi điện thoại ông báo cho biết là uống trở lại cái đó là cái liều cao lại. Thì bây giờ không biết làm sao nữa. Vì uống liều cao thì chuột rút, mà uống liều thấp thì LDL lên cao thì bây giờ sao bác sĩ? Bây giờ để tôi hỏi lại câu hỏi cho bác sĩ Nhân nha. Bác sĩ Nhân, thì ông nói là bà 50 tuổi ha. Bà chỉ có mỡ cao thì không có bệnh gì khác phải không? Không có bị tiểu đường, bị gì hết? Không tiểu đường mà bị cao huyết áp. Cao huyết áp, ok. Cao huyết áp ông bà uống cái gì đâu? Uống amlodipin 50 5mg. Còn gì nữa không? Amlodipin có uống gì nữa không? Không uống, không có. Chỉ có amlodipin không thôi phải không? Ok. Dạ. Lý do tôi nói rằng tôi hỏi kỹ ông thế này là số 1 là bây giờ uống mà Lipitor chắc có tôi assume là có thể uống 20mg thì bị chuột rút. Rồi bây giờ bác sĩ gia đình đổi xuống còn có 10mg lovastatin mà LDL lên 200, bác sĩ Nhân nói sao? Chú có chắc đó là cái LDL lên tới 200 không chú? Cái mỡ xấu đó chứ không phải là cái mỡ tổng quát nha. Dạ ông bác sĩ ông dở cái lab ra là ông chỉ cho mình biết là cái này nó lên 200 này. Là vâng. Là cái LDL. Okay. LDL 200, okay. Cái LDL 200 là rất cao. Cái triglyceride nó bao nhiêu vậy ông? Cái dầu đó, cái dầu triglyceride đó, bác sĩ có nói là cái đó bao nhiêu không? Cái đó cũng quan trọng lắm. Không có nói. Bây giờ assume là pure có hyper, chỉ có một cái LDL nó cao thôi. Thì nhưng mình biết rồi đó thì bác sĩ Nhân thấy là đổi qua lovastatin có 10mg thôi. Thật ra thì để tôi trả lời ông, nếu mà Lipitor mà làm chuột rút á, đổi tới cái lovastatin á thì có thể không bị chuột rút rồi đó. Thế nhưng mà vấn đề là bác sĩ Nhân có nên tăng, nói tăng không? Có nên tăng không? Nếu mà uống lovastatin mà nó không thấy bị nguy cơ gì hết đó, thì ra mình tăng cái thuốc 10mg còn thấp quá phải không? Tăng được bao nhiêu? Tôi nghĩ lovastatin tăng gấp đôi. Tôi bây giờ tôi uống lovastatin 10, tôi nghĩ tăng lên 40 cũng được. Dạ, có thể tôi đồng ý bác sĩ Nhân có thể tăng 10 hoặc hai, có thể tăng 20 hoặc là 40. Còn nếu không cũng có nhiều thuốc khác á. Dạ. Chứ không phải là chỉ có một cái Pravacol hay là những thuốc khác vẫn có thể thử. Cái kinh nghiệm của bác sĩ Nhân đó, cái thuốc mà nó nguy nó tạo ra rất là ít mấy cái nguy cơ mà mấy cái side effects đó là cái thuốc pravastatin. Cái thuốc pravastatin đa số nó hiền nhất. Nó có thể push 40mg. Dạ. Tôi nghĩ nếu mà muốn uống cái thuốc mà nó hiền nhất đó là có thể uống cái thuốc pravastatin đó, Pravacol 40mg. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà bà uống 10mg lovastatin mà không có sao, có không thể sao? Push lên 40 thử. Được, yeah. Phải không? Thì theo tôi nghĩ là bà nên xin nói với bác sĩ gia đình, thôi bây giờ tôi cho uống cao lên đi. Tại vì cái Lipitor và cái mà lovastatin hai nó khác nhau. Yeah, nó khác dù cho nó cùng một họ, nó cùng một gia đình nhưng mà người ta thấy là có thể đổi, có thể không sao. Yeah. Nha. Hy vọng tôi trả lời ông rồi nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ có một quý vị trên đường dây, xin quý vị cho biết tuổi, biết câu hỏi, biết ở đâu. Dạ. Dạ xin chào tôi ở Costa Mesa. Rồi, bà cứ cho tôi biết câu hỏi đi. Ở bao nhiêu tuổi? Dạ, tôi hỏi cho chồng tôi à. Vâng, bà cứ nói. Dạ. Năm nay ông xã tôi 65 tuổi. Dạ. Xin cho câu hỏi là năm nay là 65 tuổi mà birthday của chồng tôi là tháng 10.
tháng 10 năm 1950. Rồi. Thì như vậy thì như thế nào thì chồng tôi có được hưởng Medicare? Bây giờ hiện bây giờ ông ở tương trong tình trạng nào? Ông chưa chưa có về Medicare phải không? Dạ chưa, tại vì chưa. Okay. Đúng rồi. Medicare rồi nhưng mà chưa có Medicare thôi. Vâng, bây giờ tháng 10 này ông mới là 65 tuổi và tháng 10 này ông bắt đầu chính thức mới có Medicare. Ông sang Mỹ năm nào đó bà? Dạ sang năm 1900 sang năm 2001 ạ. À. Rồi, ông có quốc tịch Mỹ chưa? Dạ chưa ạ. Ồ, thì ông cũng nên đi đi khai là mình đã 65 tuổi và đồng thời ông có thể ông đến đúng 65 3 tháng trước khi mà 65 tuổi đó, tức là cỡ tháng 7 đó ông phải đi khai rồi. lên bộ xã hội là nói là tôi 65 tôi xin cái mà Medicare. Thì nó sẽ cho Medicare. Yeah. Hiện bây giờ ông có Medicare không? Dạ có. Ok, thì hiện giờ có Medicare ông sẽ xin Medicare. Lúc đó ông sẽ có Medi. Yeah. Rồi, bây giờ thế này thì theo bà nói đó thì tháng 10 này ông mới nhận được thơ phải không? Bác sĩ nhân. Yeah. Thì tháng 10 này bác sĩ nhân nói làm sao? Thì tháng 10 này trước khi tháng 10 cái chừng tôi bác sĩ nhân để bác sĩ nghĩ đó là cái bây giờ đi xuống bắt đầu làm giấy tờ đi, tại mình càng làm sớm càng tốt, tại tại nếu mà trở ngại gì đó thì nó có thể giúp ông xã của cô xin được cái Medicare, tại mình chờ trễ quá đó thì có thể nó kéo lâu hơn. Thành ra tôi nghĩ bây giờ nên bắt đầu xuống xã hội là bắt đầu làm giấy tờ, tại cũng sắp tới 65 tuổi rồi. Để tôi hỏi là hồi xưa ông xã có đi làm bên xứ Mỹ có trả thuế không? Dạ có ạ. À. Ok. Tôi có đi làm. Dạ. Có. Nếu mà có đi làm trả thuế đó thì sẽ được Medicare. Thành ra yeah. Không có trở ngại hết. That's good. Như vậy xin hỏi hai vị bác sĩ là như vậy thì giờ chồng tôi bây giờ bắt đầu từ tháng coi như là bây giờ là có thể lên chỗ sở xã hội để mà bắt đầu mình xin cái Medicare là vừa gặp bác sĩ. Đúng rồi. Dạ, có thể rồi. Nên gặp. Đôi khi nếu mà nó bận, nó không bận thì nó làm cho bà, nếu nó bận nó bị hẹn bà tháng 7. Nhưng mà nếu mà ông có dành về computer đó, ông có thể vô computer, ông log in một cái chương trình mà gọi là Medicare đó của chính phủ đó, là ông log in ông bắt đầu ông apply được rồi nhá. Thì bây giờ này, tuy nhiên tiện thể ở đây thì tôi xin có một cửa, tại vì bà hỏi ông chồng bà thì tháng 10 này mới Medicare. Có Medicare thì bây giờ thế này để cho nó giúp quý vị, tại vì tôi vừa mới nhận được một cái thông tư, cái memo của tổ hợp y tế Family Choice. Tổ hợp y tế Family Choice sẽ có một buổi tiệc mời tất cả quý vị cao niên 65 tuổi, trong như trường hợp của ông cũng vậy, nghĩa là trong vòng 2015 này là 65 tuổi, thì tổ hợp y tế Family Choice tổ chức một buổi tiệc ở nhà hàng Seafood Palace ở góc đường Golden West và đường Westminster để mời tất cả quý vị ở trong cộng đồng trong khoảng 65 tuổi tới tham dự buổi tiệc. Chuyện đầu tiên buổi tiệc này chỉ là có bữa ăn cơm trưa ở nhà hàng Seafood Palace góc đường Warner và Westminster, và trong buổi tiệc này sẽ có sự phụ diễn ca nhạc của ca sĩ Lan Hương và của ca sĩ Đặng Trần Thái Hòa và Hương Lan, hai ca sĩ là gạo cội, một bác sĩ về cổ nhạc là Lan Hương và một ca sĩ Trần Thái Hòa mà ca sĩ gọi là các tân nhạc. Thì buổi tiệc này thật ra mục đích của tổ hợp Ethel Mitchell là entertain, là giúp vui của quý vị, để đồng thời tổ hợp mời luôn Captima để họ tới họ nói về chương trình One Care Connect để coi họ làm như thế nào. Thì tôi khuyên tiện có tiền ngày hôm nay chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị ở trong quận Cam, ở trong 65 tuổi mà trong dạng như chồng bà, nên gọi vào tổ hợp y tế Family Choice số 714-898-0765. Tôi nhắc lại số 714-898-0765 để ghi danh để được tham dự cái buổi tiệc ngày 30 tháng 5 vào ngày Chủ nhật ở buổi trưa. Ôi, thì dạ, như vậy là còn khoảng chừng 2 tuần nữa hả bác sĩ? Đúng rồi, quý vị gọi vào, thật ra thì cái số chỗ ngồi, cái vé nó có hạn, tại vì đây cũng là một như là một tiệc, như quý vị đi ăn tiệc cưới vậy đó, là một bàn nó có 10 người, họ mời, hiện bây giờ tổ hợp có chừng 100-200 vé để mà mời quý vị cộng đồng cao niên như trường hợp của ông đây đã trong vòng năm nay 65 tuổi tới tham dự ca nhạc, có nhiều bữa ăn cơm trưa và đồng thời để nghe ca sĩ Hương Lan, Lan Hương phải không? Và cả ca sĩ Trần Thái Hòa trình bày
ca nhạc, thì đấy, đây là một cái thông báo chung tôi vừa mới nhận được. Tôi rất là mừng là đây là một cái mời cho tất cả những quý vị cao niên ở trong tuổi của ông nha. Tôi hy vọng tôi trả lời bà. Bác Dương Nhân nói gì không? Dạ, nếu mà quý vị muốn đi đó thì quý vị nên gọi vô cái số telephone của tổ hợp Family Choice 714-898-0765. Tại vì quý vị phải cần cái vé đang mời, tại cái bữa chủ nhật đó nếu mình không có cái vé thì không vô được, tại chỉ có thành ra nếu mà không có nhớ cái số telephone của tổ hợp Family Choice thì có thể gọi vô phòng mạch của bác sĩ Toản, hay là gọi phần mạch của bác sĩ Dylan Nhân Trần cũng sao. Nhưng mà chắc là xin ban kỹ thuật thế nào để cái số điện thoại tôi vừa mới nói đó, thì ban anh Thanh cho số điện thoại trên màn ảnh nha, để cho quý vị gọi vào để nhận được cái vé đặng đi. Chúng tôi có, tôi nghe nói cái số vé nó có giới hạn khoảng chừng từ 100 tới 200 vé, thì quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha. Thôi cảm ơn bà nha. Rồi, cảm ơn hai vị bác sĩ nhiều. Dạ, cảm ơn. Bây giờ tôi có một quý vị trên đường dây, xin quý vị cho biết tuổi, biết ở đâu, biết câu hỏi. Dạ, tôi năm nay 62 tuổi. Rồi. Tôi tên là Phong. Tôi đang ở Hân Trung Tân Biết. Rồi. Dạ. Thế này xin lỗi ông Phong nha, bây giờ này cái chương trình của tôi phải tạm thời off air để dành phần cho cơ sở thương mại quảng cáo trò chợ chương trình. Thì ông đừng cứ hang up, ông cứ giữ đấy, tôi sẽ trả lời, tôi nói chuyện với ông off air và khi on air ông sẽ trả lại nha. Xin ban kỹ thuật cho tôi nói chuyện với ông off air.